đơn vị tổ chức và thực hiện. Xin trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng rất hy vọng sự phối hợp này sẽ còn tiếp tục được duy trì để tạo nên một sân chơi âm nhạc mang bản sắc văn hóa Huế và góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho du khách cũng như người dân Huế. Xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Hòa và xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tiếng hát dòng hương được tài trợ chính của công ty VNPT và sự tài trợ của công ty Kendo. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Nhật Quang, Phó Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế, đơn vị tài trợ chính cho cuộc thi, và bà Lê Bích Trâm, Giám đốc chi nhánh miền Trung, đại diện công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Kendo Hà Nội, đơn vị đồng tài trợ, và ông Trương Quang Kim, đại diện của Trung tâm Du lịch Trải nghiệm Huế xưa Huế nay, bà Nguyễn Thị Bòn, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tân Trí, sẽ lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ đạo diễn Quốc Anh, trưởng phòng văn nghệ VTV Huế, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi tiếng hát dòng hương sẽ lên tặng hoa cho các nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Và chúng tôi rất hy vọng rằng cả nhà tài trợ sẽ luôn đồng hành cùng với cuộc thi tiếng hát dòng hương của những lần tổ chức tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Anh và xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, một thành phần không thể thiếu trong bất kỳ cuộc thi nào, những người sẽ cầm cân nảy mực để đưa ra cho chúng ta những kết quả chính xác cuối cùng. Và thành phần mà Như Nguyệt muốn nhắc đến ở đây chính là những thành viên của ban giám khảo. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các thành viên của ban giám khảo. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Lê Phùng, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ tịch Hội âm nhạc Thừa Thiên Huế, trưởng ban giám khảo. Xin được giới thiệu và kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Vĩnh Phúc, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Hội âm nhạc Thừa Thiên Huế, viện trưởng Viện Nghiên cứu Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế, thành viên ban giám khảo. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu nhạc sĩ đạo diễn Quốc Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ủy viên ban chấp hành Hội âm nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng phòng văn nghệ VTV Huế, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi tiếng hát dòng hương. Và chúng tôi cùng xin được trân trọng kính mời ông Lê Tân, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đạt Gia, trưởng ban tổ chức cuộc thi tiếng hát dòng hương sẽ lên tặng hoa cho các thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lê Tân và xin cảm ơn cả thành viên của ban giám khảo. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tiếng hát dòng hương được khởi động từ cuối năm 2012, được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành và của nhân dân nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như trong cả nước. Và đặc biệt đối với những người yêu âm nhạc, yêu Huế cũng như du khách, dù chỉ một lần đến Huế. Và với trên 200 thí sinh đăng ký tham gia, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu những thí sinh sẽ đại diện cho hơn 200 thí sinh đó lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Xin được giới thiệu và kính mời ông Trần Bích, 70 tuổi, thí sinh đến từ huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin được giới thiệu em Hồ Ngọc Vàng, 16 tuổi, thí sinh đến từ xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Xin được giới thiệu em Trần Thị Kim Chuân, 27 tuổi, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Xin giới thiệu anh Nguyễn Hữu Lệ, 32 tuổi, thí sinh đến từ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Và xin được giới thiệu cô Nguyễn Thị Khánh Hòa, 32 tuổi, thí sinh đến từ thành phố Huế. Sẽ đại diện cho hơn 200 thí sinh đến từ hai bảng. Đó là bảng A gồm những thí sinh từ 15 đến 35 tuổi và bảng B là trên 36 tuổi sẽ nhận những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Công Tuyên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ lên trao hoa. Và xin trân trọng kính mời ông Phan Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ lên trao hoa cho các thí sinh. Xin cảm ơn ông Phan Công Tuyên, xin cảm ơn ông Phan Tiến Dũng và xin chúc cho cả thí sinh sẽ luôn có sức khỏe cũng như thành công trên con đường của mình. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và những người làm nên thành công cho cuộc thi đó là nhạc sĩ phối khí và ban nhạc. Xin được giới thiệu phụ trách ban nhạc, nhạc sĩ Trầm Tích, phối khí nhạc sĩ Đăng Dương Quang Nhật cùng tập thể ban nhạc đến từ Học viện Âm nhạc Huế. Và ngay bây giờ, như Nguyễn nghĩ rằng tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại Trung tâm Du lịch Trải nghiệm Huế xưa Huế này, cũng như quý khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình, đang rất nóng lòng được thưởng thức các dòng ca của vòng bán kết tối hôm nay. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón lên sân khấu sự xuất hiện cũng như sự thể hiện tiếng hát của thí sinh đầu tiên. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Khánh Hòa mang số báo danh A11 với ca khúc Dự thi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát Níu tay nhìn trùng. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Cây giang pha màu hồng, nhìn lại
Xin Nguyễn Thị Khánh Hoa, thí sinh dự thi đầu tiên trong vòng bán kết cuộc thi tối hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, bài hát Người Em Vì Già qua phần thể hiện của thí sinh mang sổ báo danh A14 Nguyễn Hữu Lệ. Tôi nhớ người em vì già, gặp bên chợ đồng ba, lần ghé miệng trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương, non lá che khuất mắt biếc, cặp sắt sớm trưa chiều đi học đồng khẩn qua cầu trường Tiền, ôi ta trắng tóc thề sẽ duyên. Ôi phút giây ban đầu gặp em bóng như quay về, hình thân biết bao kỷ niệm mà trừ qua chợ đồng ba để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sáng đó. Trời sáng đông để nhớ về anh.
trời sáng đó. Xin được chào anh Nguyễn Hữu Lệ ạ. Vâng, trước tiên xin được chúc mừng anh đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Anh Hữu Lệ thân mến, Như Nguyệt cũng như quý vị khán giả lúc này đã được giới thiệu rằng anh là một thí sinh đến từ tỉnh Quảng Trị. Điều gì đã thôi thúc anh và khiến anh đến với cuộc thi tiếng hát chồng hương và hát một ca khúc rất hay viết về xứ Huế như vậy ạ? Dạ, thưa chị, em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Hữu Lệ, đến từ xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thật ra thì em nghe thông tin qua TV thông báo về chương trình cuộc thi tiếng hát chồng hương. Thật ra thì từ nhỏ tới giờ em rất yêu Huế và đặc biệt là yêu những ca khúc viết về Huế. Em muốn thể hiện tình cảm của mình trong đêm hát này để cho trái tim của em hòa nhập với Huế nhiều hơn. Vâng, và rất cảm ơn giọng hát cũng như những tình yêu của bạn dành cho xứ Huế. Và xin chúc bạn sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Xin được cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Lệ rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo, thí sinh Ngô Thị Như Hồng mang số báo danh B12 với một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Yên, ca khúc Tìm Em Trong Nét Huế. Chỉ biết Huế